Xin chào tất cả các bạn, mình là Dương đây. Thì hôm nay mình đang đứng ở phố, ở công viên Lenin ngày xưa hay công viên Thống Nhất. Đường này là Trần Nhân Tông, chính xác luôn là Trần Nhân Tông. Thì thưa các bạn, ở đây là một con phố theo cái chính sách mới của Việt Nam của chúng ta ấy, là công viên sẽ không còn cái tường nữa, công viên sẽ không còn đường chắn nữa, và họ sẽ trồng hoa. Họ trồng hoa rất là đẹp, trồng làm vườn hoa, làm tiểu cảnh rất là đẹp. Và xa xa trong kia các bạn thấy không, nó là trong công viên. Còn bên kia đường ấy là hồ kìa. Quý vị đang bên kia là hồ. Hồ này gọi là hồ Thuyền Quang ngày xưa đấy. Đấy. Còn đây là các anh đang phục vụ cho trẻ con chơi, kinh doanh. Đấy. Ngày xưa ở đây có tường. Chính sách bây giờ là có cái hàng rào, bây giờ chính sách là bỏ hàng rào đi. Gọi là công viên mở đấy. Đấy. Ở đây mà các bạn trẻ, các có con nhỏ ra đây chơi rất hay này, thuê những cái này là xong phi rất là vui. Đấy. Thì ở đây họ đều phải lộp, họ phải trả tiền hết nhá. Ở đây là họ phải thầu hết. Thầu chính quyền địa phương nhá, chứ không phải là họ tự thế đâu nhá. Đấy, thì tránh cho người dân đi vào thì chính quyền làm những cái như kia để tránh họ đi xe máy bước vào. Nhưng mà làm thế này, nếu mà tránh xe máy này vẫn chưa tránh được, xe máy phi quả được, hơi khó nhưng vẫn được. Đấy, làm những cái gọi là barrier này, xe đạp người ta vẫn phi vào được. Đấy, trồng vườn hồng. Đây là quang cảnh mới của Hà Nội. Họ cũng phải, nói chung là họ cũng phải theo đuổi cái tiến trình của thế giới đó. Đấy. Tại vì hầu hết ở công viên mà trung tâm ở các thành phố lớn trên thế giới, đại đa số là cũng nửa mở nửa hở. Có nơi thì mở, có nơi thì kín. Nhưng mà nơi kín thì nó trồng những cây rất đẹp. Thực ra Hà Nội mình rất là nhiều hồ, rất là nhiều công viên đẹp. Nhiều người không biết điều đấy đâu. Đẹp kinh khủng luôn các bạn. Rộng luôn. Ví dụ công viên Thống Nhất này, mình nói thật với các bạn, nếu mà quy hoạch lại mà đúng ra cả mấy công, cả cái cả Hồ Ba Mẫu nữa, em mình nói thật với các bạn nhé, là một trong những cái công viên rất là rộng đấy, nếu mà công viên trung tâm. Rất là đẹp ấy. Chẳng qua rất tiếc rằng là ngày xưa ấy, cái quy hoạch của mình nó đang kém. Lúc đầu ấy thì các cụ tập trung vào bố luôn cái hồ, bờ hồ. Nhưng sau thấy bờ hồ mà xây nhà cao tầng quá thì nhìn cái hồ, cái bờ hồ nó bé quá. Cái hồ Gươm nó bé quá. Thì bắt đầu mới chuyển. Lại chuyển phát, lại chuyển sang lại phía mặt phía Tây. Đấy, nếu mà biết quy hoạch đáng nhẽ lúc ấy là xây các tòa nhà cao tầng mà chung quanh đâu nhỉ? Chung quanh hồ, hồ Tây thì đẹp. Nhưng mà quanh Hồ Tây lại rất nhiều cái làng cổ. Đấy, và họ đã làm được một con đường quanh đấy rất là đẹp rồi. Nói chung bây giờ Hồ Tây nhìn rất ok. Đấy. Công viên đây đi thế. Bây giờ gọi là công viên Thống Nhất. Mình ngày xưa mình hay gọi công viên Lenin. Đây công viên Thống Nhất. Không biết có sai không? Tượng đài Lenin thì 100% ở chỗ Ba Đình rồi. Trước bảo tàng đường Trần Phú, trước bảo tàng quân đội rồi. Các bạn nhớ là bảo tàng quân đội nhá, đang xây một cái nơi mới rất là đẹp, rất là rộng ở đại lộ Thăng Long nhá. Rộng đẹp lắm, quy mô hoành tráng luôn. Thì hôm nay đang đi trên con phố Trần Nhân Tông thì ngồi nói chuyện với các bạn, con phố này là có những cái gì. Và ở đây là có một cái, sắp sửa mình đến có một cái tượng đài nhá. Đấy. Nó có một cái tượng đài rất đẹp. Tượng đài là của Công an Nhân dân này thì. Đấy. Hiện tại giờ ở Việt Nam là các bạn trẻ hay là nhiều người rất là yêu quý chó. Họ coi chó, nếu mà nói vừa so sánh thì họ cũng phải tương đương với cả, tương đương với cả các bạn trẻ nước ngoài rồi. Họ không ăn thịt chó, họ không đối xử với chó, họ coi chó như là con, là bạn. Đấy. Còn một vài thành phần như Dương thì vẫn ăn thịt chó.
nhưng mà mình biết rằng là mình biết quán nào là người ta nhập chó không phải chó nuôi. Đấy, chó đấy là chó người ta sản xuất, người ta nuôi công nghiệp ấy, để mà bán để làm thức ăn. Đấy, quý vị phải nhớ điều đấy nhé. Còn chó cảnh không bao giờ. Mình yêu chó lắm. Bắt đầu khu phố này đã được đóng rồi nhá. Nó trở thành khu phố đi bộ rồi. Buổi sáng đây. Các bạn ơi, đây là lễ. Đây. Lễ hội Cắm Hoa. Đấy. Đẹp lắm. Đây là lễ hội Cắm Hoa này. Của các trường học à? Của các cô giáo đấy. Hội thi cắm hoa nghệ thuật của trường tiểu học Đoàn Kết. Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là tượng đài nha, công an nhân dân vì dân phục vụ. Đấy. Quý vị thấy không? Nằm trên con đường. Đây ngay ngã ba Quang Trung. Với cả Trần Nhân Tông. Đấy, quý vị nhớ nhá. Các đại biểu đang ABC rồi. Đã đến giờ trao giải, đề nghị các đơn vị chúng ta ổn định tổ chức ạ. Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng. Xin kính mời các quý vị đại biểu chúng ta hướng về sân khấu đi ạ. Đấy. Hội thi cắm hoa nhá. Mình nhân tiện qua đây thôi thì thấy thôi. Tại vì mình đang làm cái đề tài coi phố mà. Đấy. Cuối tuần bây giờ nó cũng có nhiều cái tổ chức lắm. Thì bắt đầu chúng ta nói chuyện đây. Thì khi chúng ta đi con đường kia, con đường này thì chúng ta nhớ rằng là một bên tay phải. Nếu mà đi từ phía Tây lên thì các bạn biết rằng là con phố này là một trong những con phố lâu đời và có cái công viên to đẹp nhất Hà Nội một thời gian dài. Và giờ phút này thì nó là gọi là công viên mở vì nó được vỉa hè, hàng rào đã được đập đi và để cho gọi là thông luôn. Thì con phố này cũng rất nhiều kỷ niệm với Dương. Tại sao nó nhiều kỷ niệm với Dương? Thì ở đây nó có những người bạn ngày xưa học cùng mình, người bạn chơi cùng mình. Đấy. Và có những người bạn có những cái hoàn cảnh hiện tại giờ vẫn đang sinh sống ở nước ngoài. Đấy. Ví dụ cái khách sạn kia ngày xưa nó là màu xanh. Đấy, cái khách sạn ngã tư kìa. Một trong những khách sạn to nhất. Đấy, các bạn nhớ, to nhất này, mình dám khẳng định. Một thời gian tư nhân tại Hà Nội trong những thời kỳ năm 90, đầu năm 2000. Thì mình tình cờ vô duyên nào lại chơi cả hai người, cả Tiến, cả em của anh Tiến. Tiến vừa đang định cư ở bên Úc Châu, đang ở Sydney. Thì thưa các bạn kia, nói chung là họ là một gia đình cũng rất là giàu có. Đây là có một cái trường học này, trường trung học cơ sở Tây Sơn nhé. Đây các bạn thấy không? Nói chung là các bạn nhìn thấy thôi nhá, để mình nói chuyện với bạn. Các bạn nhìn thấy chỉ có cái đường rộng như này đúng không? Và có cái gọi là con lươn ở giữa ấy. Các bạn có tin rằng đây là một trong bốn con phố đầu tiên có con lươn đấy không? Ngày xưa bốn năm con đấy. Trông nó đơn giản thì thôi, bây giờ nó nhiều nhưng mà đây là Cường Ngân này. Đấy, Cường Ngân này cũng duyên số thế nào ấy, cũng biết một vài người trong đại gia đình nhà Cường Ngân. Một trong những người buôn xe máy nổi tiếng nhất Hà Nội, giàu có của Hà Nội. Các bạn nhớ một điều như vậy. Còn bây giờ thì mình không biết là gia đình họ có kinh doanh hay không, hay là anh cả họ có kinh doanh hay không, hay là như thế nào. Đấy. Ngày xưa nhà Phú Huế, các bạn thấy kinh không? Có thể là cổ phần cổ phiếu nào. Đây, các bạn nhìn đi. Một cái khách sạn này là khách sạn tư nhân.
Bây giờ không biết bán rồi hay không mình biết nhé. Ngày xưa nó màu xanh. Đấy, đây là Trần Nhân Tông nhá, phố Trần Nhân Tông. Đấy. Các bạn thấy không? Mà nó bao nhiêu năm rồi là thế này này. Từ năm 9 mấy. Đấy. To đẹp ấy. Thì cũng có con du học bên Úc ấy. Và người ta đã ở lại bên đó. Hình như người vợ của anh Tiến bây giờ là ngày xưa là thôi mở ngoặc nhá, không nói về Chống Cộng, gọi là phát thanh viên của đài truyền hình FPTN ở Úc Châu gì. Và con phố này là có một đặc trưng. Đặc trưng của con phố này là bán vàng. Nguyên nhân thì Bảo Tín Minh Châu nó xuất phát từ con phố này, từ bà mẹ ngày xưa bán vàng. Bây giờ này, tuyết phở bò này. Đó. Ở đây thì nó cũng có nhiều cái quán ngon. Bây giờ bạn thấy không? Vẫn còn phở bò 35k kìa. Đấy. Bạn tin không? Những bán phở bò ở trong ngõ này chỉ ngon này. Nói chung là những cửa hàng liên quan cho bạn trẻ. Proper core. Có nghĩa cái này là đây. Các bạn thấy không? Các loại bỏng ngô ấy. Trung tâm sửa số tự chọn. Đấy. Coffee. Trụ sở ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du. Notaria. Quán ăn nhanh. Nói chung là các khu phố ở Hà Nội bây giờ thì các cửa hàng bây giờ nó chỉ có trang trí bày trí thì như ở nước ngoài rồi. Nhưng mà nó chỉ khác một cái là các bạn biết là nó khác đúng một điểm gì không? Nó khác một cái là nó còn chưa được ổn định lắm, nó quy hoạch cụ thể quá, tại vì nó còn xe máy. Và kia là cái bệnh phố Trần Nhân Tông này. Đấy. Các bạn thấy là ở kia là bệnh viện mắt Trung ương nhá. Và đây là ngã tư Bà Triệu. Đấy. Đây. Các bạn thấy ở chỗ ngã tư Bà Triệu có gì không? Lạc Giang Húng Lưu Gia Truyền Bà Vân. Nhưng ở đây không phải nhá. Đây không phải. Đấy, mình khẳng định với quý vị thế. Nó phải tiếp góc kia kìa. Đi xuống dưới nữa cơ. Nhưng mà thôi, mình không nên phóc vị những chuyện này. Chỉ nói thôi. Tại vì bây giờ là khi mà bà ấy bán được ấy, thì con cháu người ta cũng học nghề thôi. Hoặc là nhà hàng xóm người ta học nghề, người ta làm. Nhưng mà nếu mà của nhà đầu tiên ấy, của bà Vân ấy, thì nó phải góc kia rồi. Cuối gần ngã tư. Tại vì những người mà ở Hà Nội thì người ta mới biết được. Đấy. Hôm nay là một buổi sáng. Mình đấy, bây giờ mình cứ đi bộ này để sức khỏe. Đấy. Các bạn biết tại sao mà Dương Béo đi bộ không? Dương Béo đi bộ là Dương Béo học tập ông anh Lâm Thu Hải đấy. Anh em coi ông như anh cả. Bác ấy đi bộ, bác ấy rất khỏe. Nhìn nước da của bác rất hồng hào. Đấy. Sáng nào bác đi bộ. Rất kiên trì. Từ ngày mình biết bác ấy rồi, mấy năm ấy rồi. Thì thỉnh thoảng gọi điện thấy bác vẫn đi bộ. Mình thấy bây giờ đi lang thang này quay. Đấy. Mình đi bộ là lấy sức khỏe của mình. Đây là phố xá Lội, nó chỉ có thế thôi. Đây. Đây là cái khúc này. Cái Doji thì không nói, nó là tập đoàn. Nhưng mà ở đây khi mà xuất phát đầu tiên ấy, là nói về vàng. Bánh mì và vàng. Các bạn biết vàng ở đây là Bảo Tín Minh Châu. Phú Quý, Đức Hùng các thứ, Ngọc Dung. Nhưng mà ở đây ngày xưa là nếu mà nói bảo đúng thì cũng là đúng. Họ hàng cả thôi, anh em cả thôi. Nhưng mà vào đây là con phố cà phê đây. Triệu Việt Vương một thời gian. Bùi Thị Xuân. Đây là Bùi Thị Xuân. Cơm. Ngày xưa mình hay ăn cơm bình dân ở đây. Khu này. Xưa có cơm bình dân ở khu này. Hồi học, bắt đầu học đại học ấy. Bắt đầu anh em tụ tập đi chơi. Có phương tiện đi lại. Năm chín mấy đấy. Đi đâu bây giờ mình thấy ba tê cột đèn. Đây Phú Quý này. Cháo bao bầy. Những quán nổi tiếng. Đây Bảo Tín Minh Châu này. Đấy. Các bạn thấy không?
Phố này có cái gọi bảo kiếm Minh Châu nổi tiếng. Đây, à, Triệu Vân Vương đây. Kia là Bùi Xuân. Đây người ta bán cái gì đấy? Cũng là chuyên vàng. Ở dưới là cái gì đấy? Ở dưới là chịu không biết là cái gì. Bún ngan mọc, nóng trộn bánh đa, giò chả thứ. Đây là ngã tư Trần Nhân Tông, Triệu Vương nhé. Mỗi ngày mình sẽ đi một con phố, tại vì mình có thể đi được nhưng mà mình đi tập thể dục thôi, mình quay các bạn ạ. Đấy, ghi kỷ niệm thôi. Vàng đá, đá quý, nói chung bây giờ ở đây nó nhiều hàng vàng lắm các bạn thấy không, bảo tính mạnh hải, nói chung là ở đây nó trở thành mốt rồi, vàng rồi. Ngày xưa phố Hàng Bạc, nhưng mà hàng vàng đầu tiên ở đây là bên bảo tín Minh Châu, là từ bảo, xuất phát từ bà mẹ. Đấy, và khi nó đông thì bắt đầu họ cứ thế thôi. Vàng Việt Nam này, kẻ Doji này, bảo tín Minh Châu này. Đấy, các bạn thấy không? Nói chung là anh em nhé, những cái tuy là bảo tín Minh Châu nhưng mà nó còn có cả anh em nhé, họ hàng. Đấy, đi đây. Vàng Khánh Linh, đây là ngã ba Mã Đế. Cái xe này là về Mỹ Đình này, mình có thể đi chiếc xe này về gần nhà mình, bến xe Mỹ Đình. Những bạn nào mà đang làm nghề tự do ấy, mình nói thật, các bạn không cần thiết phải liên quan đến vấn đề thời gian bắt buộc ấy. Mình khuyên các bạn nhé, mình khuyên luôn các bạn 100% luôn, các bạn hãy đi xe buýt, nó đúng rồi, đã lắm. Và thưa các bạn là chúng ta cũng gần hết cái con phố ấy rồi. Và con phố này, đoạn đầu mà từ phố Huế ra con phố gọi là ngã rẽ sang con phố Trần Nhân Tông ấy, thì nói thật với các bạn, Lem Phùng này. Đấy, đây là Lem Phùng. Nó sẽ là toàn là vàng. Ngày xưa đúng không? Ngày xưa đây là một trung tâm áo cưới rất nổi tiếng ấy. Bây giờ trở thành lại cũng lại vàng rồi. Cà phê. Đấy. Hết rồi nhá. Cái chợ kia chỗ Hôm Đức Viên ấy. Bảo bắt đầu đây đầu rồi, đầu con phố này là phố Trần Nhân Tông. Thế bây giờ nếu mà mình đi sang bên kia ấy, kia có một cái cửa hàng bánh mì rất là nổi tiếng ở góc kia. Bây giờ mình đi sang kia ấy, thì mình không nhầm nó là phố Trần Xuân Soạn hay gì, nếu không nhầm nhé. Sang đây hỏi, phải lâu lắm rồi mình cũng không lanh quanh ở trên này, cũng không nhớ được. Bạn muốn nhớ phố là bạn phải thường xuyên bạn hay đi cơ. Đấy, nếu bạn hay đi thì bạn mới nhớ được. Thường là 80% nhớ hết ấy, nhưng mà cũng có quên, có lúc quên. Đấy. Đấy cái. Thì đấy, thì ở đây thì nó gắn liền với chợ mà. Quý vị nhìn phố mà gắn liền với chợ thì sẽ biết là bán đồ liên quan đến chợ thôi. Những cái kể cả cửa hàng bên này đó. À, Trần Xuân Soạn thật các bạn. Hóa ra mình vẫn nhớ. Hoa quả liên quan đến cửa hàng, những cái đồ mang về nhà đấy quý vị. Những cái đồ mang về nhà mà. Hoa quả này. Ở đây còn cho thuê áo dài, bán áo dài này. Đấy, đi khách sạn tư nhân cho đúng. Đấy. Chỗ mẹ sửa rồi, như năm chín mấy số mẹ sửa. Đấy. Các bạn thấy không? Cưới hỏi chọn đấy, lúc ấy đấy. Những cái đồ bánh. Đây là chợ vải nhá. Vợ mình cũng buôn vải mà, mình biết. Đấy, vợ mình cũng bán vải kiểu này là các bạn này. Ngày xưa nếu mà ai muốn may quần áo là phải ra đây mua này. Đấy. Vợ mình cũng có những cái cửa hàng vải như này nhá. Mà của chị. Vợ, cả vợ. Chị vợ là chính. Đấy.
Vợ mình ngày xưa mua mà may cho mình cái gì là vợ mình ra đây. Tại vì vợ mình trong nghề mà. Đấy, cả khu phố này, Trần Xuân Soạn này, phố này, Phùng Khắc thì cũng quên tên này. Ơ từ đây. Không, đang đi quay phim mà. Quay phim à? Vâng. Đang quay phố phường. Vâng. Đang bảo là cái phố này là Trần Xuân Soạn này. Vâng. Vừa gặp một bác lái xe xe Grab, bác ấy biết. Đấy. Thì mình đang đi quay. Đây là hoa nhá. Úi giời. Mình kể chuyện các bạn nhé. Ở đây có những cái chuyện buồn cười lắm đây này. Những người quán nhỏ nhỏ này thôi nhá. Mà họ bán gà, bán củng này. Họ bán năng nhăng này. Một ngày kiếm nhiều tiền lắm. Và đặc biệt này, những người bán hoa đây này. Mình nói các bạn biết này, kinh khủng luôn. Mình khẳng định quý vị là giàu có luôn. Có thể nếu mà nói thu nhập các bạn dùng mình luôn. Nhưng mà thôi. Đây, cái này là nghề của họ. Chỉ biết rằng là một nghề kiếm rất là nhiều tiền. Đấy. Kiếm ác luôn nhưng mà kiếm nhiều đấy. Và thưa, đã ra được thành phố. Trần Xuân Soạn này nó tít đến đầu kia cơ. Thôi hôm nay sẽ đi bộ hết cả Trần Xuân Soạn nữa. Thì xong là ngày mai lại phố khác. Mỗi ngày con phố các bạn. Bây giờ là ở Hà Nội mình thấy bún riêu tóc mỡ mọc giòn là nhiều. Mấy cả đặc biệt nữa là cà phê. Các cái hiệu cà phê lớn. Trong có cà phê này Phúc Long. Bún nước trộn Cô Bống. Làm lúc các bạn đã đi bộ này, làm lúc gặp người quen, họ cứ nghĩ mình đang làm cái trò gì đấy. Đấy. Đi này thì cũng khác gì là mọi người đang đi ở Hà Nội đâu, đúng không? Cứ thế thôi. Bà Giáp phải dò trả. Đây, bánh mì đây, bánh mì Hoan nổi tiếng này. Mà người ta phải để xe người ta mua bánh mì này mang về nhá. Bánh mì này không có gì đâu nhá, bánh mì không luôn đấy, có nghĩa là bánh mì này chỉ mang về để nhà ăn cái gì ăn thôi đấy. Chứ trong không có gì nhá. Đấy, nổi tiếng nhá. 49 Trần Xuân Soạn. Máy quay bò nhúng giấm 99. Đây, cái phố này cuối đường Trần Xuân Soạn này, cuối đường nó có một cái ngõ, cái phố vào đấy. Trong đấy là bán ăn vặt, nhiều món ngon phết đấy. Và đây là cái chỗ thi sách. Đây là ngã tư di tích Trần Xuân Soạn này. Thì bên tay trái ngày xưa nó có một cái nhà hàng nổi tiếng. Sau đấy là bên tay trái nữa, trong cái khu đi vào phố ấy, bên tay trái nó có một cái nhà hàng, một cái karaoke nổi tiếng nhất thống. Đấy, ngày xưa nơi mà bọn mình hay đốt tiền. Một trong những quán karaoke to đẹp đắt nhất Hà Nội. Một trong nhá, nhất thống. Và đặc biệt con phố này là con phố mà mình tụ tập một thời gian ở thời đại học. Vì mẹ thằng bạn là chủ tịch phường này. Đấy. Thế thôi. Và vẫn nhớ con phố này. Con phố này rất nhiều những cái kỷ niệm. Anh em ăn chơi, anh em đập phá, anh em chém gió, anh em bụi đêm. Và hiện tại bờ nhà anh bạn vẫn ở đây. Nhưng mà anh đã đi con đường khác, anh em không gặp. Bình Trung bún chả que tre. Que tre rất ngon các bạn nhá. Đợt này mình đang làm chương trình liên quan đến phở ấy. Các bạn vào kênh phở là kênh của mình ấy. Thì thành ra mình không ăn những món khác, đi bộ này nhiều món nhìn thèm lắm. Mình bất kỳ quán phở nào cũng vào, ngon dở thử hết. Đấy.
Các bạn thấy không? Bảo vệ và đuổi mà họ cứ thơm lắm. Đi qua này thơm lắm. Thơm đấy nhỉ. Bún chả thơm quá. Đây, bún chả này rất là thơm. Có cả chả ta, có cả chả này. Thơm lắm. Thì các bạn ơi, sắp sửa là chúng ta kết thúc cái con đường này rồi. Thì hôm nay ta đi hai con phố. Thứ nhất là con phố Trần Nhân Tông và con phố Trần Xuân Soạn. Và chúng ta biết được một cái bí mật. Đó là bây giờ ở đoạn cuối đường kia thì nó có khách sạn Nico rồi, ở cái đường Trần Nhân Tông. Và một tòa nhà của Bộ Công an và mấy cái nhà. Bên tay trái là công viên Thống Nhất. Với cả nhà xiếc Trung ương. Và đây cũng gần hết con đường. Đây phố Lê Cổng Hân. Mình có kỷ niệm ở phố này các bạn. Mình có một cô bé ở đây. Thời trai trẻ. Có một cô bạn ở phố Ngọc Vân, Lê Cổng Vân. Bây giờ không biết nhà bạn ấy chuyển đi đâu rồi, nhưng mà không biết. Đây, phố Lê Ngọc Vân. Trong ngõ kia có cái bánh đúc ngon lắm. Nói chung bây giờ bún chả Hà Nội rất là nhiều. Bún chả Hà Nội rất là nhiều. Kinh doanh buôn bán vỉa hè là thành phố Việt Nam. Ok, hết rồi, đến cái chỗ đào đúc này là hết nhé. Thì các bạn ạ, con phố đào đúc này thì có quán phở 13 lò đúc nổi tiếng đúng không? Và hôm nay Dương sẽ ăn ở quán phở đó. Và hôm nào Dương sẽ làm video về con phố đào đúc này nhá. Và đến giờ này thì Dương sẽ phải làm xin chào quý vị, đến giờ này thì Dương phải làm chương trình phở rồi. Dương phải vào quán phở, Dương quay rồi. Dương đánh giá về bát phở đó. Và Dương thì vẫn nói mọi người rằng đối với phở thì Dương đâu là 10. Vì mỗi một nơi là một kiểu nước khác nhau. Có thể nước mặn, nước ngọt. Nước theo mì chính. Nước theo bột ngọt. Phở Nam, phở Bắc. Và đặc biệt nữa là mỗi nơi cách nấu nhau là phở nước mắm, vân vân. Đóm lại là ăn kiểu gì cũng được. Và mỗi người chúng ta sẽ có một khẩu vị khác nhau. Và Dương là người đi ăn thì Dương thường là không có kiến. Chứ chán quá Dương bảo 8 điểm thôi. Ok, xin chào và mạng quý vị trong những lần đi phố khác.